Thưa quý vị, Hoàng Nga đang đứng nơi đây là ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, một địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà con nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp nên cũng còn rất nhiều các hộ gia đình khó khăn và gặp tai ương bệnh tật. Và chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay mời quý vị ghé thăm hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thu, một hoàn cảnh rất khó khăn, đang gặp bệnh tật hiểm nghèo, rất cần sự nâng đỡ, giúp đỡ của quý mạnh thường quân. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn nội thất cao cấp Ngọc Hải ở số 160 đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Thu nằm khuất trong một xóm nhỏ thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Hôm ekip chương trình Kết nối yêu thương của BRT đến thăm nhà, cũng là lúc bệnh tình của chị đang có chiều hướng trở nặng. Trò chuyện về những ngày cũ, chị Thu không giấu được những nỗi buồn. Làm việc siêng năng, cần mẫn, chưa được ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng không đủ ăn. Mới đây, chị Thu thấy trong người đau nhức, khó thở, không thể đi làm được. Để dành được ít tiền, chị lên bệnh viện quân y 115 thăm khám, với hy vọng cũng chỉ là bệnh thường. Nhưng các bác sĩ ở đây cho biết chị bị u xơ và có khối u rất lớn trong ổ bụng, cần phải phẫu thuật gấp, nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay thì em muốn đến để tìm hiểu cũng như là chia sẻ với hoàn cảnh của chị. Chị có thể chia sẻ với em cùng với quý vị khán giả được không? Dạ. Em được biết là trước đây thì hoàn cảnh của chị cũng khá là đặc biệt. Trước đây chị ở Tây Ninh đúng không chị? Đúng rồi, chị ở Trảng Bàng, Gia Bình. Đó là ba mẹ ruột đẻ bỏ trong nhà thương, rồi ba mẹ nuôi mới đem về nuôi. Rồi nuôi năm đó là chị được 20 tuổi. Còn ba mẹ nuôi không có đứa con nào, rồi ba mẹ nuôi chết hết. Chỉ sinh mình chị về nuôi thôi. Cái khoảng thời gian mà chị ở với ông bà thì gia đình mình mưu sinh như thế nào chị? Rồi lúc mà ở với ba mẹ là chị đi học ở đó, rồi ở nhà rồi ba mẹ nuôi, nói chung là ở đó ba mẹ nuôi cũng khá lắm. Từ cái lúc ông bà mất đến bây giờ thì chị có về dưới quê lại lần nào? Có về 2-3 lần luôn, tại vì mỗi lần ba mất là tự nhiên cái mình có linh tính mình về, cái là chưa có liệm mà mình vô mình khóc, mình kêu ba ơi con về nè, nắm tang xong cái tới chừng mà mẹ mà đau gần kiểu như gần hấp hối á, gần đi cái tự kia cô chạy về, cái nào vướng mắt mẹ cái mẹ đi luôn. Rồi chị có lúc nào chị có mong muốn là tìm lại ba mẹ ruột của mình không? Rất là mong muốn nhưng mà điều nào không cũng không được, tại vì bây giờ hồi đó ba mẹ là đẻ bỏ trong nhà thương á, rồi bây giờ cô không biết làm sao. Rồi làm sao mà chị quen biết với ông xã của chị? Xin vô làm hồ, gặp ở Tây Ninh luôn. Là hai vợ chồng ở Tây Ninh? Đúng, hai cặp rồi. Rồi bắt đầu hai đi làm hồ, còn ảnh làm trong lò mì. Rồi bắt đầu xong cái hai chồng mới dắt xuống đây ở đi làm. Bên nhà chồng chị thì như thế nào? Rồi đúng mà ai cũng khó khăn hết, không ai giúp đỡ được gì. Tại vì hồi lúc đó ở trên đó không có ông chuyện làm, đâu có ông chuyện gì làm điều đâu. Xuống đây hai vợ chồng đi làm điều. Hôm đó cô cứ đi hái tiêu với đi móc điều, đi làm đủ thứ. Chị thì nói với hai vợ chồng xuống đây ở đây cũng 7 năm rồi. Mà chị thì hai chồng cứ đi làm mướn, ai kêu gì làm đó. Ở đây là nói chung là công việc làm điều. Hồi đó lúc cô không bệnh là cô đi làm suốt, cũng thoải mái hai chồng. Nói chung là chú bệnh chú không làm, cô làm thì cũng thoải mái tiền bạc. Nhưng mà có cái từ lúc bệnh đó, cho nên là cô không có đi làm nổi nữa được. Cứ cô đi một chút xíu là mệt, không làm được. Bệnh nó phát hiện ra 7 tháng rồi. Nó khó chịu. Nó cứ khó chịu. Nó có lúc nó làm sốt. Làm sốt. Còn hồi lúc đó mới phát hiện ra đi khám á, thì bác sĩ Vinh kêu cho cô đi thành phố liền đi. Mà lúc đó cô không có tiền. Cô nói thôi kệ, để nắng đi làm hết mùa tiêu mùa điều. Cái cô mới dư được mấy triệu, cô mới nhỏ em kế bên cho mượn thêm mấy triệu nữa. Là đi lên Từ Dũ khám. Chị nói cụ thể là bây giờ của cô là lớn lắm rồi, là phải mổ gấp, mà khối u lớn ôm hết vùng bụng luôn, là bây giờ phải mổ gấp. Mà khi nghe mình bị một cái
cái thông tin là mình bị một cái bệnh nan y như vậy, và cái chi phí điều trị là chắc là với hoàn cảnh của mình thì mình cũng không tưởng tượng được nó nhiều như vậy. Con nghĩ là cô không bao giờ mà đi mổ, có thể có số tiền như vậy mà cô đi mổ được, không bao giờ nghĩ tới. Cô nghĩ là giờ về cứ uống thuốc nam, rồi nếu mà không hết thì cô sẽ chết đi, chứ không bao giờ cô có số tiền để đi mổ. Nghe tin như vậy thì ông xã có lo lắng gì không? Có chia sẻ? Ông cũng hiền lắm. Mà con cái là ông giờ ông kiểu như ông bệnh nay cũng có năm rồi, thật là rồi. Ông bị bệnh hồi đó cô đưa đi xuống bệnh viện y dược thành phố. Rồi đó làm y như người ta nói bị bệnh thần kinh hay bệnh gì đủ thứ. Xong rồi lên trên Sài Gòn chữa. Chữa thời gian. Vậy. Nhưng mà bây giờ thấy cũng đỡ rồi à? Giờ thấy cũng đỡ nhiều, không còn vậy tình trạng vậy nữa. Câu chuyện về gia cảnh của người phụ nữ chân chất này khiến ai cũng ngậm ngùi. Phần mồ côi khiến chị mặc cảm nên gần 40 tuổi, chị mới gá nghĩa vợ chồng với một người đàn ông quá vợ, đồng cảnh ngộ làm thuê làm mướn. Ở với nhau bao năm, vợ chồng chị không có con cái, chỉ nương tựa vào nhau mà sống. Hơn nữa, chồng chị tâm trí hơi lơ ngơ, lúc nhớ, lúc quên, khiến gánh nặng vô sinh đè nặng trên đôi vai người vợ khắc khổ. Mùa mưa, chị Thu đi làm cỏ, tỉa bắp, trồng mì cho bà con lối xóm. Đến mùa nắng, chị đi hái tiêu, hái điều cho các chủ rẫy. Quần quật với công việc suốt năm, nhưng tiền công cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Đến thăm nhà, chúng tôi như thấu hiểu và đồng cảm hơn với cái khó cái nghèo mà chị đã và đang trải qua. Căn nhà của chị Thu tạm bợ, nghe đâu là bà con tốt bụng cho ở nhờ. Vật dụng trong nhà chẳng có gì quý giá ngoài chiếc giường lành lặn, cũng do bà con thương tình cho. Cái nghèo đeo đẳng, bệnh tật triền miên khiến chị Thu như cục ngã, không dám nghĩ đến những ngày sắp tới. Và khi mà biết cái số tiền để mà chữa bệnh cho mình như vậy nó quá lớn so với lại cái sức của gia đình, thì chắc là cô cũng lo lắng rồi. Mong muốn gì không? Mình có mong muốn, ước mong gì nhất trong cái giai đoạn hiện nay, thì mình mong muốn cái điều gì nhất? Hồi đó cũng có như mà chú bệnh một trận đó, đó rồi lo rồi này kia, với lại hai chồng ở, tiền cuối cùng cũng có dư gì. Thì cô mong muốn vợ có số tiền đó cô đi mổ, cô rất là mừng, chỉ mong muốn vậy thôi. Tại vì cô nói chung mừng vợ cô cũng mấy bữa cô không nằm, không chợp mắt được ngủ, tại vì mình nghĩ là mình không thể nào mà vượt qua được cái bệnh này đó. Tại là làm sao mà cô có được số tiền như vậy, không bao giờ cô nghĩ tới số tiền đó nữa, cô có tiền để cô đi mổ nữa. Hoàn cảnh của mình thì khó khăn lắm là cũng đã biết rồi, nhưng mà quan trọng bây giờ cái bệnh tật là mọi người cũng hay nói là cái niềm tin với lại cái sự lạc quan á, nó cũng sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình rất là nhiều. Cho nên là mong là chị sẽ cố gắng ha. Hai vợ chồng đùm bọc nhau, hủ hỉ chia sẻ với nhau để mình có thể cùng nhau nắm tay vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và nếu như mà chúng ta được hỗ trợ để có một ca mổ thì đó cũng là một cái tiếp sức rất là lớn. Chúng tôi rất mong quý vị mở rộng vòng tay nhân ái để có thể hỗ trợ cho chị phần viện phí, để chị có thể thực hiện ca mổ thành công, đem đến niềm tin và tiếp sức cho hai vợ chồng anh chị để sẽ có những tháng ngày tươi đẹp hơn. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Kết nối yêu thương cùng với đại diện chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đến thăm và chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Bây giờ mời chị Thu sẽ đón nhận, trước hết xin được mời phần quà của chị Huyền ở thị xã Phú Mỹ ạ. Xin mời thầy Trần Đăng Mót. Dạ, em mời các anh chị của nhóm Đồng Giác, huyện Long Điền ạ. Chị, thầy biết được hoàn cảnh của chị bệnh gặp khó khăn và neo đơn, là không có người thân thích, thì nhóm em có gửi số tiền là 18.200.000 đồng và 200 đô để cho chị có điều kiện để chữa bệnh. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Dạ, đã cảm giúp đỡ cho gia đình em. Mời chị Thảo, đại diện cho nhóm vòng tay nhân ái thành phố Vũng Tàu. Giúp đỡ cho chị tiền viện phí để mổ là được 7 triệu. Yeah. Em xin gửi chị. Yeah. Và đại diện nhóm Phúc Duyên thì em cũng gửi cho chị là 2.3 triệu. Yeah. Dạ. Tiếp theo là phần quà của chị Hồng Vân, xin mời chị ạ. Ủng hộ cho chị tổng số tiền là 3.600.000 đồng. Thì mong rằng
với số tiền này cùng với các anh em thì hỗ trợ cho chị ca mổ thành công. Dạ, đây là tất cả quà của các mạnh thường quân cũng như các khán giả truyền hình đồng cảm với những khó khăn của gia đình mình với sức khỏe của chị. Xin gửi đến chị, chúc chị sẽ mau mau hồi phục sức khỏe. Chị nhận quà của mọi người, chắc hẳn là cảm xúc của chị bây giờ cũng có rất là nhiều điều muốn chia sẻ. Hiện giờ nói chung là gia đình cũng rất là khổ, nhưng mà mọi người đến giúp đỡ gia đình em thì em rất là chân thành biết ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Tiếp theo sẽ là những lời chia sẻ động viên của đại diện chính quyền địa phương. Xin được giới thiệu ông Phan Tấn Diện, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp. Hôm nay cái chương trình kết nối yêu thương của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến với gia đình chị Thu đó. Gia đình chị Thu là một cái gia đình rất là đặc biệt. Mong muốn rằng là chị Thu sử dụng cái kinh phí này để có cái ca mổ thành công. Hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Thu, tổ 11, ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp. Thưa quý vị, trước những khó khăn cũng như là tình trạng bệnh tật của chị Nguyễn Thị Thu thì chúng tôi, những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương, rất mong tiếp tục nhận được tấm lòng chia sẻ của quý vị để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin được gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoặc quý vị có thể liên hệ qua chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0907 831 502. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện được phát sóng vào lúc 16:45 thứ tư và phát lại vào lúc 9:40 thứ năm hàng tuần. Chúng tôi chân thành cảm ơn nội thất cao cấp Ngọc Hải ở số 160 đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.